Hello, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Mình là Tô Bát Xanh đây và vẫn như thường ngày mình vẫn ra video khi mà mình rảnh thì mình mới ra thôi nhá. Mình vẫn ra video đều, à không phải đều mà khi rảnh. Mình là Tô Bát Xanh nha mọi người, hãy đăng ký kênh của mình. Hôm nay mình sẽ vẽ tranh phong cảnh để cho các bạn xem thưởng thức. Mình hôm nay mình rảnh, hôm nay chủ nhật mình mới rảnh thôi. Ở trong video sẽ có những lúc mình sẽ ghi chú ở bên cạnh. Thì các bạn nhớ đọc để biết rõ hơn nhá. Đầu tiên thì các bạn phải lấy băng dính giấy dán để giữ cái giấy của mình đã. Rồi chọn những cái màu, có 3 màu chính là màu vàng lemon này, màu xanh là cây này và màu đen. Các bạn được chưa? Các bạn nhớ lấy đủ 3 cái màu đấy. Và bắt đầu tô. Xong rồi các bạn tô màu vàng ở cuối trước. Các bạn nhớ đánh dấu, mình hay thường hay tô mà mình hay đánh dấu để cho mình nhớ hơn ý. Đấy, màu xanh ở giữa và màu đen ở bên trên. Chắc chắn rồi đúng không nào? Sau khi đánh dấu thì mình cũng đã xong cái hoàn, mình cũng đã hoàn thành được cái như thế này. Các bạn làm theo mình. Và sau đó các bạn sẽ lấy một tờ giấy nhỏ rồi gấp đều vào như mình. Đó, gấp đều như thế thôi. Gấp đều như thế. Lấy giấy lau đều tay từ trái sang phải và từ phải sang trái. Sau khi hoàn thành thì các bạn có thể vẽ thêm những cái mình thích vào, lấy bút xóa để tô lên. Đó, như này này. Các bạn để ghi thêm chữ chung bên cạnh giống mình và hai người, người yêu hoặc là người bạn, đúng không? Cây cối các kiểu mình có thể tự trang trí cho mình. Đó. Các bạn để trang trí thêm một chi tiết mình thích nữa nhỉ? Tùy các bạn thôi. Bức tranh này vẽ khá đơn giản như là dành cho những bạn mới tập vẽ hoặc là vẽ như nào cũng được. Các bạn quên điều gì rồi đúng không? Tiếp theo mình sẽ phải bóc băng dính giấy bên ngoài ra để cho trông bức tranh cho đẹp hơn. Thường thì vẽ tranh phong cảnh thì chúng ta phải bóc băng dính giấy ở ngoài ra nha các bạn, để cho đẹp ý, cho có cân bằng. Đó, các bạn thì lấy màu nước hoặc màu dầu vẽ lên. Tại các bạn dùng màu nào trộn được ý, trộn hoặc lan đều ra đấy. Sau khi mình đã bóc ra rồi đây, thành quả là sau khi bóc ra rồi, các bạn có thể đem treo lên tường dưới cái bức tranh hoặc lịch của mình. Đấy, treo mọi nơi mình thích, theo ý thích của mình nhá. Bạn học, bye bye.